Sáng ngày 31 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra thông báo về việc đóng đèo Brent vào ngày 6 tháng 2 để thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đèo Brent thành phố Đà Lạt, dự kiến diễn ra từ ngày 10 tháng 2. Đường đèo Brent sẽ nâng cấp lên thành 14m, gấp đôi hiện tại và rút ngắn khoảng 3km. Sau khi đóng đèo Brent, phương tiện đi lên Đà Lạt sẽ theo hướng đường đèo Mimosa và đường nối từ cao tốc Liên Khương Brent vào khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Ngoài ra, tại địa phận tổ dân phố 13, phường 3, thành phố Đà Lạt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức phân luồng xe đi theo hai chiều đoạn từ khu du lịch Đan Ta La đến ngã ba đường Trúc Lâm Yên Tử kết hợp thi công. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh này trong thời gian đóng đèo Brent chịu trách nhiệm thực hiện cấp phép vào đường cấm cho các phương tiện theo quy định, thực hiện duy tu, sửa chữa mặt đường, sơn đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ và công tác đảm bảo giao thông tuyến đường từ cao tốc đến đập chính Hồ Tuyền Lâm để kịp thời đảm bảo giao thông an toàn trong thời gian thực hiện dự án.